Xin chào các anh yêu thích bật lửa đẹp của Ambe Shop. Thì hôm nay em sẽ làm video này để giới thiệu tới các anh một mẫu bật lửa kho tới từ thương hiệu Zobon mới về tại Ambe Shop các anh nha. Trên đây là toàn bộ những màu sắc của mẫu này. Hôm nay vừa cập đến Ambe Shop thì em sẽ làm video để giới thiệu tới các anh luôn. Với mã hàng là ZB991, mã sản phẩm thì em có để trên góc trái màn hình. Thì khi gọi điện đặt hàng thì các anh vui lòng nhớ đúng mã sản phẩm để bên em giao đến nơi đúng hàng, tránh mất thời gian của các anh nhé. Thì sau đây em sẽ đi đến sản phẩm của chúng ta luôn. Có rất là nhiều gam màu để các anh có thể lựa chọn đúng không ạ? Mình có thể lựa chọn cho sở thích của mình. Đầu tiên đó chính là gam màu bạc các anh nhá. Mình có thể lựa chọn nếu như mà các anh thích gam màu bạc ạ. Trông rất là thanh lịch cũng như là cực kỳ là sang đúng không ạ? Thứ hai đó chính là gam màu vàng gold. Gam màu vàng gold thì không cần phải nói đâu đúng không ạ? Gam màu vàng gold thì rất là sang rồi, rất là được nhiều người yêu thích. Và gam màu thứ ba đó chính là gam màu xám, kiểu xám ghi đen ấy ạ. Cũng khá là đẳng cấp luôn đúng không ạ? Rất là đẹp luôn. Và gam màu xanh rất là nổi bật, cực kỳ là nổi bật và cũng như là tạo ấn tượng luôn. Và gam màu đỏ rất là đẹp, cũng như là gam màu đỏ viền vàng, khá là sang đúng không ạ? Cực kỳ là sang trọng luôn. Thì sau đây em sẽ đi đến chi tiết của mẫu bật lửa kho này các anh nha. Các anh có thể quan sát được cái thiết kế của mẫu này đúng không ạ? Thiết kế rất là mới cũng như là rất là độc lạ luôn. Mình sử dụng thì không hề lo đụng hàng rồi. Và cái này thì còn được thiết kế một chân để bàn, giúp các anh có thể để vững ở trên một mặt phẳng, cực kỳ là tiện cũng như là rất là nhìn rất là phong cách và nhìn rất là sang luôn các anh nha. Rất là đẳng cấp luôn ạ. Ở trên thân này thì được có một dòng chữ, đó chính là dòng chữ Zobon. Và họa tiết thì là họa tiết trơn các anh nhá. Họa tiết trơn ạ. Thiết kế khá là ấn tượng cũng như là nhìn rất là mạnh mẽ và nam tính luôn đúng không ạ? Ở đây thì chúng ta có một vài họa tiết, đó chính là vân kim cương tạo điểm nhấn. Ngoài ra thì còn giúp các anh có thể khi mà mình thao tác thì tránh bị trơn trượt khi mà mình lên lửa các anh nhá, rất là tuyệt vời luôn. Cái này thì em sẽ thử lên lửa để các anh có thể quan sát được ngọn lửa khò một tia này nó sẽ mạnh tới đâu các anh nhá. Các anh có thể quan sát đúng không ạ? Ngọn lửa rất là dài. Em để ở đây và nó dài ra đến tầm này luôn ạ. Rất là dài và cũng như là cực kỳ là mạnh. Và đặc biệt là ngọn lửa rất là trong và xanh luôn, giúp các anh có thể thưởng thức những điếu xì gà của mình ngon hơn mà không hề ảnh hưởng tới hương vị xì gà của mình các anh nhá. Mình có thể quan sát cái phần cách nhiệt, lớp cách nhiệt rất là dày luôn đúng không ạ? Cực kỳ là dày dặn luôn các anh nha. Rất là dày dặn. Giúp tiết kiệm ga hơn cũng như là giúp các anh khò một điếu xì gà của mình mạnh hơn, tránh tỏa nhiệt ra ngoài, tiết kiệm thời gian của các anh hơn đấy ạ. Rất là đẹp cũng như là rất là phong cách luôn. Cảm giác cầm nắm cực kỳ vừa tay, rất là tiện. Một cảm hứng, đây là một trong những mẫu bật lửa có thể nói là sẽ tạo cảm hứng, rất là nhiều cảm hứng khi mà các anh thưởng thức một điếu xì gà đấy ạ. Cực kỳ là đẹp cũng như là rất là tuyệt vời luôn. Một trong những mẫu bật lửa kho tới từ thương hiệu Zobon mà giá thành thì cực kỳ là bình dân, nhưng mà giá trị sử dụng mang lại thì rất là lớn luôn. Cực kỳ đẹp như là cực kỳ là ấn tượng luôn. Đây cũng có thể nói là một trong những mẫu lửa kho rất là mạnh, lửa kho một tia mạnh nhất tại Ambe Shop đấy ạ. Anh nào mà mình kết cái mẫu này hoặc là mình muốn lựa chọn mẫu này để làm quà tặng thì mình có thể comment số điện thoại ở bên dưới. Ambe Shop sẽ liên hệ lại tư vấn cũng như là giao hàng cho các anh trên toàn quốc. Hoặc để tiết kiệm thời gian của mình thì các anh có thể chủ động liên hệ các số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình các anh nhé. Xin cảm ơn các anh rất là nhiều ạ.